xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách Chân Trời Sáng Tạo, bài 3, Mũ Bảo Hiểm. Bây giờ các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh em nhìn thấy đó là những hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là chúng ta nhìn thấy hình ảnh mọi người đang tham gia giao thông trên đường phố đấy các em ạ. Đây là hình ảnh người đi bộ đang đi qua đường. Có người dắt em bé và có người dắt con chó đi bộ trên đường phố đấy các em. Còn ở đây chúng ta thấy dưới lòng đường phố thì có người đi xe, tham gia đi xe máy và có người đi xe đạp. Vậy chúng ta hãy quan sát các những người đi tham gia giao thông bằng xe máy thì họ đội gì? Trên đầu họ đội gì nào? À các em ạ, những người tham gia giao thông bằng xe máy thì đang đội mũ bảo hiểm ở trên đầu đấy. Vậy theo em, vì sao những người đi xe máy lại phải đội mũ bảo hiểm nhỉ? À các em ạ, khi tham gia giao thông thì tốc độ đi của xe máy rất nhanh và cũng gây ra rất là nhiều nguy hiểm đối với tính mạng của chúng ta. Do đó những người đi xe máy cần phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu của mình nếu như có va chạm với người khác hoặc có thể ảnh hưởng đến đầu của chúng ta đấy. Vậy chiếc mũ bảo hiểm có tác dụng gì và cấu tạo của chiếc mũ bảo hiểm ra sao mà lại bảo vệ được con người khi tham gia giao thông? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài đọc ngày hôm nay, đó là bài Mũ Bảo Hiểm. Bây giờ cô mời các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài nhé. Mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm gồm lớp vỏ phía ngoài, lớp bên trong và quai. Lớp ngoài được làm bằng nhựa cứng với nhiều màu sắc khác nhau. Lớp bên trong làm bằng xốp. Quai mũ có khóa cài và miếng lót cằm để cố định mũ. Khi đội mũ, ta phải cài khóa chắc chắn. Quai mũ phải cài vừa sát cằm, không quá rộng và cũng không quá chật. Mũ bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ đầu khi ta đi xe máy. Như vậy các em vừa lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài Mũ Bảo Hiểm. Để các em có thể luyện đọc tốt bài này, cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài nhé. Trong bài đọc các em cần lưu ý tiếng từ sau. Các em hãy nhẩm theo cô. Ngoài, ngoài. Chúng ta luyện đọc từ tiếp theo. Quai, quai. Tiếp tục chúng ta luyện đọc từ tiếp. Màu sắc, màu sắc. Các em nhẩm cho cô từ tiếp nhé. Chắc chắn, chắc chắn. Sử dụng, sử dụng. Chúng ta cùng nhau đọc lại các tiếng từ nào. Ngoài, quai, màu sắc, chắc chắn, sử dụng. Như vậy cô hướng dẫn các em luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại từng câu trong bài nhé. Chúng ta cùng nhau luyện đọc câu thứ nhất. Các em hãy đọc thầm theo con chuột chỉ của cô nhé. Lần thứ nhất chúng ta cùng nhau đọc thầm. Mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm gồm lớp vỏ phía ngoài, lớp bên trong và quai. Chúng ta luyện đọc tiếp câu thứ hai. Lớp ngoài được làm bằng nhựa cứng với nhiều màu sắc khác nhau. Chúng ta luyện đọc tiếp câu thứ ba.
Lớp bên trong làm bằng xốp. Chúng ta luyện đọc tiếp câu thứ tư nhé. Quai mũ có khóa cài và miếng lót cằm để cố định mũ. Chúng ta luyện đọc câu tiếp theo. Khi đội mũ, ta phải cài khóa chắc chắn. Chúng ta luyện đọc câu tiếp theo. Quai mũ phải cài vừa sát cằm, không quá rộng và cũng không quá chật. Chúng ta luyện đọc câu tiếp. Mũ bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ đầu khi ta đi xe máy. Như vậy cô hướng dẫn các em luyện đọc từng câu trong bài đọc. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài đọc này nhé. Mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm gồm lớp vỏ phía ngoài, lớp bên trong và quai. Lớp ngoài được làm bằng nhựa cứng với nhiều màu sắc khác nhau. Lớp bên trong làm bằng xốp. Quai mũ có khóa cài và miếng lót cằm để cố định mũ. Khi đội mũ, ta phải cài khóa chắc chắn. Quai mũ phải cài vừa sát cằm, không quá rộng và cũng không quá chật. Mũ bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ đầu khi ta đi xe máy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm trong bài đọc tiếng có vần ăn, vần ăn. Các em ạ, tiếng trong bài đọc có vần ăn đó là tiếng chắn. Chờ ăn chăn sắc chắn. Chắn, tiếng chắn có âm chờ đứng trước, vần ăn đứng sau, thành sắc trên á. Tiếng trong bài có vần ăn đó là tiếng nào? À, đáp án của cô là tiếng trong bài có vần ăn đó là tiếng bằng. Bờ ăn băng huyền bằng. Bằng, tiếng bằng có âm bờ đứng trước, vần ăn đứng sau, thành huyền trên á. Tiếp tục, các em hãy tìm ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần ăn, vần ăn. Cô giáo có một số từ mẫu sau. Từ thứ nhất, cái khăn. Trong từ cái khăn, tiếng khăn có chứa vần ăn. Từ thứ hai, găng tay. Trong từ găng tay, tiếng găng có chứa vần ăn. Các em đọc lại cho cô hai từ này nhé. Cái khăn, găng tay. Tiếp tục, chúng ta có thể dùng hai từ ngữ này để chúng ta đặt câu có tiếng có hai vần này nhé. Cô giáo có hai câu mẫu sau. Mẹ mua cho em cái khăn mới. Trong câu này, tiếng khăn có chứa vần ăn. Câu thứ hai. Khi nhổ cỏ, cần đeo găng tay. Trong câu này, tiếng găng có chứa vần ăn. Như vậy, cô trò chúng ta vừa cùng nhau tìm được tiếng trong bài và tiếng ngoài bài có chứa vần ăn và vần ăn rồi đấy. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn trong bài nhé. Bài đọc này được chia làm mấy đoạn? À, các em ạ. Bài đọc này được chia làm 3 đoạn đấy. Đoạn 1 là từ đầu cho đến định mũ, cố định mũ. Đoạn 2 là từ khi đội mũ cho đến không quá chật. Và đoạn 3 là phần còn lại đấy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn trong bài nhé. Chúng ta cùng nhau luyện đọc lại đoạn 1 nào. Mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm gồm lớp vỏ phía ngoài,
lớp bên trong và quai. Lớp ngoài được làm bằng nhựa cứng với nhiều màu sắc khác nhau. Lớp bên trong làm bằng xốp. Quai mũ có khóa cài và miếng lót cằm để cố định mũ. Như vậy chúng ta vừa luyện đọc lại đoạn 1. Ở trong đoạn 1, các em cần hiểu cho cô giáo nghĩa của từ sau. Chúng ta lưu ý từ nhựa cứng. Các em ạ, nhựa cứng ở đây có nghĩa là nhựa, phần nhựa cứng và nó không được mềm, rất là cứng. Và phần nhựa cứng này người ta dùng để làm lớp ngoài của chiếc mũ bảo hiểm đấy các em ạ. Tiếp theo chúng ta cùng nhau luyện đọc lại đoạn khổ thơ đoạn thứ 2 nhé. Khi đội mũ, ta phải cài khóa chắc chắn. Quai mũ phải cài vừa sát cằm, không quá rộng và cũng không quá chật. Trong khổ thơ thứ 2, chúng ta lưu ý cho cô giáo từ chắc chắn. Các em hiểu nghĩa ở đây chắc chắn có nghĩa là đã được cài cẩn thận và không bị rơi, không bị tuột ra ngoài thì được gọi là chắc chắn đấy. Chúng ta luyện đọc đoạn thứ 3. Mũ bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ đầu khi ta đi xe máy. Ở đoạn văn thứ 3 này, chúng ta hiểu cho cô giáo từ bảo vệ. Bảo vệ ở đây có nghĩa là làm cho đầu của chúng ta được che chắn. Bảo vệ là được che chắn, không để ảnh hưởng đến đầu của chúng ta đấy. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau luyện đọc từng đoạn trong bài. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài nhé. Mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm gồm lớp vỏ phía ngoài, lớp bên trong và quai. Lớp ngoài được làm bằng nhựa cứng với nhiều màu sắc khác nhau. Lớp bên trong làm bằng xốp. Quai mũ có khóa cài và miếng lót cằm để cố định mũ. Khi đội mũ, ta phải cài khóa chắc chắn. Quai mũ phải cài vừa sát cằm, không quá rộng và cũng không quá chật. Mũ bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ đầu khi ta đi xe máy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của bài đọc ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Mũ bảo hiểm gồm mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào? Để trả lời được cho câu hỏi này, các em hãy nhớ lại nội dung bài đọc chúng ta ở đoạn 1 để trả lời câu hỏi 1 nhé. Các em ạ, mũ bảo hiểm, đây chính là hình ảnh các bạn đang đội mũ bảo hiểm đấy. Vậy chúng ta thấy mũ bảo hiểm gồm có mấy bộ phận? Các em ạ, mũ bảo hiểm gồm có 3 bộ phận đấy. Đó là lớp đầu tiên, đó là lớp vỏ phía bên ngoài. Và lớp bên trong, đó là lớp đội ở trong đấy các em ạ, phía trong này. Và phần thứ ba, đó là bộ phận thứ ba, đó là quai. Các em nhìn thấy đây là hình ảnh các bạn nhỏ đang cài quai mũ đấy. Đây chính là 3 bộ phận chính của chiếc mũ bảo hiểm. Đó là lớp vỏ phía ngoài, lớp vỏ phía bên trong. Bên trong là phần tiếp xúc với da đầu, đầu tóc của chúng ta đấy, thì được gọi là phía bên trong, lớp bên trong. Và quai của mũ bảo hiểm, đây được gọi là quai đấy. Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi 2. Khi đội mũ bảo hiểm, ta phải làm gì? Các em ạ, khi đội mũ bảo hiểm, chúng ta cần phải lưu ý phải cài khóa cho chắc chắn các em nhé. Vì phần khóa là phần rất là quan trọng. Khi chúng ta đội mũ mà chúng ta không cài khóa thì cũng như không đội các em ạ. Nếu như đi đường mà có đường sóc mạnh hoặc là gió thì nó có thể bay lật mũ của chúng ta rơi xuống đường. Do đó cái phần khóa cài của chiếc mũ bảo hiểm thì chúng ta cần phải lưu ý khi đội thì chúng ta cần phải cài khóa cho chắc chắn chúng ta mới được đi các em nhé. Câu hỏi 3.
Tìm từ ngữ nói về cài quai mũ bảo hiểm khi đội. Chúng ta trả lời như sau. Quai mũ phải cài vừa sát cằm, không quá rộng và cũng không quá chật. Đây là những từ ngữ hướng dẫn chúng ta khi cài quai mũ bảo hiểm thì chúng ta cần phải đội như thế nào. Các em ạ, để đội được chiếc mũ bảo hiểm cho đúng thì chúng ta cũng cần phải lưu ý cách đội như sau. Khi đội chúng ta đến lưu ý là chúng ta đội ngay ngắn. Và khi cài quai mũ bảo hiểm chúng ta cũng phải biết cách cài. Cài vừa sát cằm của chúng ta, không được quá rộng cũng không được quá chật. Nếu như chúng ta cài quá rộng thì khi đi thì chiếc mũ bảo hiểm sẽ lắc lư và rất là nguy hiểm. Còn nếu cài quá chật thì chúng ta cũng rất là khó thở. Do đó chúng ta cài vừa phải, không được cài sát cằm quá, cũng không được để cho quá rộng và không được để quá chật. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài mũ bảo hiểm. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài đọc nhé. Mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm gồm lớp vỏ phía ngoài, lớp bên trong và quai. Lớp ngoài được làm bằng nhựa cứng với nhiều màu sắc khác nhau. Lớp bên trong làm bằng xốp. Quai mũ có khóa cài và miếng lót cằm để cố định mũ. Khi đội mũ, ta phải cài khóa chắc chắn. Quai mũ phải cài vừa sát cằm, không quá rộng và cũng không quá chật. Mũ bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ đầu khi ta đi xe máy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.